làm việc như một nhóm. Khi đánh bại con virus này, chúng ta sẽ cần phải trả lời câu hỏi là làm thế nào để WHO tiếp tục có thể chiến thắng những thách thức mới. Chúng ta đã cho thấy khả năng chống chọi trước dịch bệnh, nhưng đã tới lúc chúng ta phải nhận ra là cần rút kinh nghiệm và có nhiều bài học cần phải rút ra.